Những người ủng hộ Nostradamus cho rằng mọi dòng thơ đều liên quan đến thảm họa. Sự dung chuyển tháp của thành phố mới là rất rõ ràng, nhưng thành phố mới nằm ở thế giới mới mà ngay thời đó Nostradamus đã biết rất rõ. Critics though say this is simply a misinterpretation of Nostradamus. Không lý do gì thành phố mới phải là New York. Có rất nhiều thành phố trên thế giới bắt đầu bằng từ New. Rất nhiều thành phố mang nghĩa là thành phố mới. Một thành phố lớn là Napolis, theo từ Huy Lạp có nghĩa là thành phố mới. Đó là hàm ý của Nostradamus. Sức mạnh từ tâm trái đất là xăng, làm cơ sở cho vụ nổ. Nhưng cũng trùng khớp với sự kiện là đợt phun chính của núi Vesuvius. Ngọn Vesuvius ở gần Naples vào thế kỷ 11. Khi người Norman chiếm miền nam nước Ý từ Sicily. Vậy sao Nostradamus làm thơ về vụ phun trào gần Naples đã xảy ra trước thời của ông? Câu trả lời nằm ở phương pháp tiên tri của ông. Là một nhà chiêm tinh, ông thường bắt đầu nghiên cứu các sự kiện cụ thể xảy ra trong quá khứ. Tin rằng lịch sử sẽ lặp lại, ông cho rằng các sự kiện tương tự sẽ lại xuất hiện. Nói cách khác, thơ của Nostradamus liên quan chủ yếu đến các sự kiện không thuộc tương lai mà thuộc quá khứ. Và đó là sự thật về thơ của ông, bao gồm cả sự kiện 11 tháng 9. Việc người ta cần làm khi xem các dòng thơ là nói xem nó liên quan đến sự kiện gì trước đây, bởi vì hầu như thơ của ông liên quan đến các sự kiện lịch sử. Vậy còn đoạn thơ khẳng định tên tuổi của Nostradamus, đoạn thơ về trận đấu của vua Henry đệ nhị, đoạn thơ được khẳng định là lời sấm linh nghiệm đầu tiên. Sư tử con sẽ vượt qua sư tử già trong trận đấu tay đôi trên chiến trường. Suốt cuộc đời, Nostradamus không bao giờ nghĩ đoạn thơ này tiên đoán cái chết của vua Henry đệ nhị. Qua các bức thư, ta biết ông thực sự đã chọn đoạn thơ hoàn toàn khác, chứ không phải đoạn thơ mà những người ủng hộ ông nghĩ là ví dụ nổi tiếng nhất về mức độ chính xác của Nostradamus. Đoạn thơ nói sự kiện xảy ra trên chiến trường nhưng đâu phải vậy. Nó nói về hai hạm đội hoặc hai đội quân nhưng không hề có hai hạm đội hay hai đội quân nào. Và rồi tất nhiên mọi người bắt đầu bóp méo từ ngữ. Đây là cách đặc biệt với Nostradamus. Bạn bóp méo từ ngữ hay sự kiện hoặc là cả hai. Phần lớn kỹ nghệ của Nostradamus dựa trên điều này. Con người có sự thèm muốn không hiểu nổi về sự mê tín, sự giả dối, đạo đức giả, lời vô nghĩa, chuyện tầm phào. Và với họ, ông là nhà tiên tri vĩ đại. It seems certain that Nostradamus didn't successfully predict 9/11, Hitler or indeed anything else. Does that mean he is completely irrelevant now? Not according to Mario Redding. He says he can use Nostradamus to tell us what is going to happen in the future. This is a controversial quatrain that appears to suggest the assassination of a world leader. Apparently, President Bush faces a deadly threat. Trong kỷ nguyên khoa học và lý trí rõ ràng, Nostradamus càng nổi tiếng hơn hết. Có lẽ có sự lý giải tâm lý cho sự nổi tiếng lâu dài của ông. Luôn có chốn cho các nhà tiên tri ở mọi hình thức. Thật ngược đời, tôi nghĩ khoa học càng phát triển thì con người càng dễ dàng đến với thế lực siêu nhiên hơn. Con người tìm đến khoa học và lượng kiến thức vô bờ ta có giờ thực sự làm ta sợ hãi. Some
Nếu nhìn vào khảo sát gần nhất về niềm tin thần bí, niềm tin vào tiên tri và sự biết trước, thì nửa số người được hỏi vẫn tin là có thể. Mặc dù quanh ta là khoa học công nghệ, ta vẫn tin có người có khả năng nhìn thấy tương lai. Nó khiến ta thấy an lòng. Nó cũng làm tăng sự bí ẩn cho thế giới. Thật bất ngờ, khoa học không giải thích được mọi thứ. Mặc cho sự hấp dẫn tâm lý, không hề có manh mối nào chứng tỏ Nostradamus là nhà tiên tri. Điều duy nhất thuyết phục các nhà phê bình là ai đó có thể dùng thơ ông để tiên đoán trước được sự việc. Mario Redding sẽ thực hiện đúng như vậy. Người ta gặp rủi ro lớn khi tiên đoán tương lai bằng cách đọc thơ của Nostradamus. Nhưng trong trường hợp luận thơ nào đó có vẻ rất rõ ràng. Bởi vì họ phản đối việc ông ly hôn, một người sau đó được coi là không có công trạng. Người ta sẽ lật đổ vị vua của các hòn đảo. Một người chưa từng nghĩ làm vua sẽ thay thế ông ta. Tôi nghĩ đó có thể là Thái tử Sharp. William sẽ không nối dõi cha mà có thể là Harry. Còn lý do tại sao thì tôi không nói rõ. Nostradamus không nói rõ. Mario Redding nói, ông có tiên đoán ghê gớm hơn. Đây là đoạn thơ gây tranh cãi nói về vụ ám sát một nhà lãnh đạo thế giới từ năm 2006 trở đi. Đoạn thơ nói về người kế vị trả thù cho người anh hào hiệp. Hắn sẽ tiếp nhận vương quốc với lòng hận thù. Những rào cản sẽ tiêu diệt mầm mống chết chóc của hắn. Ở dòng thứ hai ta có mật mã Nostradamus kinh điển. Which is Suzerne, which is beneath shelter, out in a desert, i.e. under a bush. Tôi hiểu có thể đó là âm mưu ám sát Tổng thống Bush. There may be an assassination attempt on President Bush. Trong tình huống này, nếu điều đó xảy ra, Nostradamus đã thấy trước kết cục tàn nhẫn. Nếu lời sấm không xảy ra, nó có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của Mario Redding, chứ không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Nostradamus.